Hello các chị yêu. Hello các chị yêu. Hôm nay lên lên sang hàng sale đây các chị. Em một xíu. Hôm nay lên sang hàng sale đây các chị ơi, đợi em một xíu nha. Rồi em chào chị Hương Đinh, em chào các chị. Cho em xin một nút thả tim thả like đi các tình yêu. Lên sang quà 9k đi các chị. Lên sang quà 9k đi các chị ơi. Lên sang quà 9k đi các chị ơi. Em tặng cho các chị hai cái khăn quàng cổ này. Với giá là tối nay ấy. Có một cái hôm nay mà em lên em xả mấy bộ hàng hè. Hai vài ba chục thôi, dưới 50 nghìn thôi. Cho các chị săn được gì các chị săn rồi. Các chị những ai đang đi ngang qua live thấy em, cho em xin một nút chia sẻ nha. Đi ngang qua live cho em xin một nút chia sẻ bài. Cho em xin một nút chia sẻ bài các chị. Những ai đi ngang qua. Đồ chị gửi chưa? Em gửi rồi chị Anh ơi, em gửi rồi. Rồi những ai đi ngang qua like thấy em cho em xin một nút chia sẻ nha. Lên nhận quà 9k tối nay lên em tặng hết dàn áo nè. Tối nay em like và tối mai em nghỉ. Tối mai là sinh nhật bé nhỏ em nên là em xin phép em nghỉ. Nên là tối nay làm bữa sinh nhật đấy các chị ơi. Lên mừng sinh nhật bé. Nên là em xả hết đồ mấy cái đồ áo. Áo mà em về hầu như là em chưa like luôn á. Nên là thôi em lên em tặng cho các chị mua được gì các chị mua. Những cái gì mà hàng còn tồn lại rồi á. Này cũng gần tới Tết rồi nên em xả rẻ cực kỳ luôn. Mấy chị mua được gì mấy chị mua ủng hộ giùm em nha. Những chị mua được gì mấy chị mua ủng hộ giùm em. Em không biết em nhắn tin mà không thấy chị trả lời thì chắc là ok nên em gửi rồi. Em gửi rồi chứ chị lúc mà em nhắn tin mà chị cứ hãy để chị dồn đơn là em để chị gửi luôn chứ sao không gửi áo cho chị em. Dạ điên chị thì dạ áo của chị em vẫn còn đấy nha chị, áo của chị em vẫn còn nên em thấy một cái nên là em kêu thôi để chị mua thêm cái gì rồi em rồi em mẹ gọi luôn. Ui nóng quá, mặc áo này nóng quá nên là chị Hạnh Phúc ơi còn cái áo á chị khổ ghê. Chị Thủy nói một câu nghe buồn. Rồi em lên tặng quà đây, áo chị vẫn còn đây nè, một áo của bé đây nè chị. Các chị đi ngang qua like thấy em cho em xin một nút chia sẻ like nha, cho em xin một nút chia sẻ like các chị ơi. Giờ chị đi làm bỏ quên điện thoại rồi nha. Dạ do là em không biết em nhắn tin, em thấy đơn cũng nhiều em nhắn tin mà không thấy chị trả lời, em nghĩ chắc là ok nên là em gửi luôn chị ơi. Rồi em lên nhận quà cho em tặng cho các chị hai cái khăn quàng cổ này nha. Săn quà 9k nha. Trời ơi tặng cho các chị hai đầu like này, tặng hai cái khăn quàng cổ còn đúng hai màu, tặng hai cái cho hai chị luôn. Tặng hai cái cho hai chị luôn, săn hai khăn quàng cổ giá 9k này. Giá 9k một cái thôi nha, 9k một cái thôi nên là các chị chia sẻ lên giùm em đi. Lên nhận quà 9k, 9k một cái. Em chào chị Tuyết Mai. 9k một cái thôi nha các tình yêu ơi. Lên săn quà giùm em, cố gắng chia sẻ giùm em. Tối nay lên em xả hết đồ hè nè. Rồi cảm ơn Thúy Phan. Em ở chỗ nào chị ghé lấy cũng được em. Dạ em ở 07-3 Kim Đồng nha chị. Ở ngoài phố gần ngay chỗ tỉnh đội á. Em gần ngay chỗ tỉnh đội á chị. Gần ngay chỗ tỉnh đội. Rồi các chị lên chia sẻ giùm em nha. Em tặng quà 9k cho các chị này. Em tặng hai cái khăn quàng cổ này cho hai chị nhé. Em tặng khăn quàng cổ này hai. Ba chơi con đi. Rồi em tặng hai cái khăn quàng cổ này cho hai chị nha. Xíu nữa đông rồi em hú. Em tặng hai cái khăn quàng cổ này cho hai chị nè. Các chị lên giùm em làm mã quà 9k giùm em. Hai khăn quàng cổ 9k em sẽ tặng cho hai chị. Rồi mấy chị lên giùm em là
Quà 9k dùm em. Quà 9k các chị nghe rõ không? Quà 9k dùm em nha, em tặng cho hai chị. Em tặng cho hai chị. Hai chị có không minh số 15 và số 25. 15 và 25 nha, mấy chị có không minh thoải mái cứ không minh 15 25 dùm em. Cứ không minh quà 9k đi, làm không minh nhiều cũng được, một chị nhiều cũng được. Cứ quà 9k dùm em, quà 9k dùm em nha. Quà 9k. Mấy chị lên là quà 9k có comment thoải mái giùm em, cho nó lên view giùm em nha các tình yêu. Cho nó lên view giùm em một xíu rồi em sẽ tặng cho các chị. Em tìm cái áo em mặc cho nó. Quà 9k. Comment giùm em là quà 9k nha, mấy chị có comment thoải mái đi quà 9k giùm em. Quà 9k dùm em nha, quà 9k rồi em tặng cho các chị. Quà 9k tặng cho hai chị hai khăn quần cũ không chọn màu. Không chọn màu nha các chị. Số 15 và số 25 dùm em tặng cho hai chị nè. Em bỏ bọc em tặng cho hai chị luôn nha các chị, tương tác lên dùm em. Tương tác lên dùm em. Khách của em. Đó, em tặng cho hai chị nè. Rồi tối nay lên em tặng áo luôn. Tối nay đúng rồi, hôm nay em lên một bữa, em xả một bữa nữa. Tối nay hầu như là em lên em xả một bữa nữa xong rồi là tối mai em sẽ nghỉ. Các chị lên comment giùm em quà 9k giùm em. Rồi em kiểm tra đây chị nào, số 15. Đợi em một xíu nha. Chị Thúy Ngô số 1, anh Trần số 2, Thúy Phan số 3, Thúy Minh số 4, Thúy Phan số 5, Thúy Ngô số 6, Thúy Phan số 7, Thúy Phan số 8, Thúy Phan số 9, Thúy Phan số 10, anh Trần 11, Thúy Phan 12, Thúy Phan 13, Thúy Phan 14. Em chúc mình chị Hương Đinh 15 nha. Chị Hương Linh Hương Đinh được rồi nè. Chị Hương Đinh là cực kỳ may mắn luôn. Ba đêm liền chơi miligame đêm nào cũng trúng. Thúy Phan 16, anh Trần 17, Thúy Ngô 18, Thúy Phan 19, Hương Đinh 20, Thúy Phan 21, Thúy Ngô 22, Thúy Phan 23, anh Trần 24, Thúy Phan 25. Rồi em dừng nha các chị, em sẽ chúc mừng chị. Em chúc mừng chị Hương Đinh và chị Thúy Phan nha. Chúc mừng chị Hương Đinh và chị Thúy Phan. Em chúc mừng chị Hương Đinh và chị Thúy Phan. Rồi các chị chia sẻ mạnh lên giùm em đi. Các chị chia sẻ mạnh lên giùm em đi. Sao tối nay view yếu thế ta? Có nghĩa là cái này là cũng là hên xui các chị. Hên xui. Hên xui thiệt sự là hên xui luôn. Nên là chị nào may mắn thì chị đã được. Chị nào may mắn thì em chúc mừng chị đó thôi. Em chúc mừng chị đó. Một nửa like á, bữa nay em là cứ đầu like là em sẽ tặng quà, xong là giữa like em tặng quà và cuối like em tặng quà tiếp cho các chị, nên các chị cứ theo dõi like xuyên suốt giùm em. Rồi em lên tiếp theo áo nè, em lên cái áo này cho mấy chị like đồ bộ nửa hè đi em. Em like đồ bộ hè hè, em xả đồ bộ hè mỗi chị đây nè, em like cho hết cái cục này nha, giá rẻ cực kỳ rẻ luôn. Em xả cho hết cho nó gọn nhà luôn á mấy chị. Nên là chị nào được thì tối nay xem like này nè. Thực sự ra là tối nay chị nào được là em chúc mừng chị đó luôn nha. Trời ơi cái đồ này á, mà hè là bán cực kỳ luôn á. Nhưng thôi tối nay 1, 2, 3, 4 còn có mấy bộ thôi. Em tặng luôn cho mấy chị 55 ngàn đồng, giá 55 ngàn một bộ luôn. 55 ngàn một bộ đồ hè nha. Nên săn về bữa nay sẵn bây giờ xăng xả rẻ nên là mỗi chị mua đi về rồi bỏ áo kiểu đi gái tí không xem được rồi. Em xả nhanh cái này đi chị, em xả nhanh một xíu nữa là em sẽ qua mẫu bây giờ á. Tối nay thật sự là một đêm để em xả đồ hết luôn ấy mấy chị. Cứ mấy bữa là em cứ xe nha, tối nay chắc chắn là em sẽ xả toàn đồ cũ á. Nên các chị xem được gì rồi các chị mua ủng hộ giùm cho em. Rồi em lên đồng giá 55 ngàn đã xả là không có lời đâu nha mấy chị. Đừng nghĩ nó xả là lời nha, lỗ sặc máu luôn á chứ không phải lời gì đâu. Lỗ sặc máu luôn á. Rồi em chào chị Phương Hà lâu lắm rồi. Mỗi chị đi ngang qua thấy em cho em xin nút chia sẻ nha các chị. Rồi em xả đồ nè. Em tặng cho mấy chị 55 ngàn những bộ này, hôm trước em bán 85 ngàn không á.
Tối nay xả luôn 55.000, chị nào được em chúc mừng chị đó nha. Rồi em lên bộ lụa đầu tiên nè, em lên bộ lụa 2 giây đầu tiên nè, đồ hè nha, em xả em còn 10 bộ em xả luôn. Em còn 10 bộ em xả luôn, em xả cho mấy chị đồng giá 55.000 nha. Rồi mấy chị lên dùng em là mã bộ 1 dùng em nha. Bộ 1 dùng em lụa 2 giây, bộ lụa này á mấy chị ơi, trên 100.000 không dư, vì sao? Lụa nó là lụa xịn luôn. Lụa nó là lụa xịn mà lụa dây mà có cái dây rút như thế này là mấy chị thấy rất là xịn luôn này. Cái này cứ 40 60 kg là thoải mái dùm em nha. 40 60 kg là dùm em. Đó, bộ lụa này. Lên dùm em mã bộ 1 dùm em 55.000. Lên dùm em là bộ để em mấy chị đợi em xíu em chia sẻ cái bài đây. Mấy chị comment dùm em là bộ 1 dùm em nha. Đợi em một xíu. Đợi em một xíu, lên là bộ 1, đợi em một xíu nha các chị. Mấy chị cứ chấm chấm bài giùm em đi. Rồi. Bộ 1 nè, lên giùm em mã bộ 1 nè mấy chị, bộ 2 giây cực kỳ đẹp luôn á. Bộ 2 giây cực kỳ đẹp luôn mấy chị ơi, em xả cho mấy chị 55.000 nha. Lên giùm em là bộ 1 giùm em. Lên giùm em là bộ 1 nha, 55k bộ 1 giùm em. Chị nào cứ tầm 55 56 kg. Có những bộ mà to hơn thì em sẽ hô là to hơn nha. Lên giùm em mã bộ 2 giùm em nè. Mấy chị thấy đẹp chưa? Tương tác lên giùm em đi các chị. Rồi em mới xả hết được. Ít quá là em không xả được đâu. Lên giùm em mã bộ 2 giùm em nè. Bộ 2 giùm em nhé, bộ 2 giùm em. Bộ 2 giùm em nè, để em comment cho khỏi phải hỏi giá. Bộ 2 giùm em. Bộ 2 trời ơi, mấy cái bộ đó mà em xả có 55.000 mấy chị không mua. Em xả có 55.000 mà mấy chị không mua. Hè là người ta bán tối 70-80.000 luôn á mấy chị. Hè người ta bán 70-80.000 luôn á. Đó, bộ 2 cứ 55kg quay đầu rồi hút giùm em nha. Chị nào có 40-55kg thì hút giùm em. Lên giùm em là mã bộ 2 nè. Bộ 2 giùm em cho chị Phương Hà. Đẹp lắm chị Phương Hà ơi. Đẹp lắm. Bộ 2 cho chị Phương Hà nè. Em xả luôn mấy chị, nên tranh thủ mấy chị mua đi mấy chị. Tranh thủ mấy chị mua đi. Tranh thủ mấy hả nó xả cái đồ hè mà mua. Bộ 3 giùm em nè, bộ 3 giùm em nè, đẹp lắm mấy bộ đây. Hồi trước em bán 80-90.000 một bộ không nè. Bây giờ em xả có 55.000. Bộ 3 giùm em nè, bộ 3 đẹp chưa? Đó, nhìn nó bánh bèo một xíu thôi nhưng mà lên rất là đẹp nha. Bộ 3 nè. Tất cả đều quần đùi hết nha. Bộ 3 giùm em. Bộ 3 nè. Đó. Chắc của nó này chắc đuổi nha, cực kỳ nha. Những bộ này mấy chị về mặt không sướng á, điền chửi em thật sự luôn á. Đó, hôm trước em bán 80-90.000 một bộ này nè. Lên giùm em mã bộ 3 giùm em. Bộ 3 nha mấy chị. Bộ 3 giùm em nè, bộ 3. Rất là đẹp. Có 55.000 bộ thôi mấy chị ơi, không có nhiều đâu. Em còn có bộ xanh, em còn màu hồng nữa nè, lên bộ 4 giùm em. Bộ 4 giùm em còn màu hồng nè. Bộ 4 màu hồng này mấy chị có 55.000 một bộ thôi nên tranh thủ mua đi. Tranh thủ với Hà nó sẽ. Hôm bữa em đặt hai áo chị gửi chưa mà không thấy. À chị quên mất Tuyết ơi. À, bộ 3 cho Nguyễn Liên. À, Tuyết ơi em xuống nha, chị gửi mà chị quên báo em. Chị gửi cùng đơn với chị Tuyết. Chị Tuyết Thông á. Nên là em xuống em lấy đi. Chi cước đi cho nó rẻ. Chị ghét đơn mà về chị quên mất Tuyết. Gửi cho nó rẻ. Chị Liên ơi lên dùm cho mấy Hà số điện thoại nha chị Liên ơi. Nguyễn Liên. Chị lên dùm em số điện thoại nha. Rồi bộ 4. Bộ 4 em có màu vàng. Bộ 4 em có màu vàng này. Bộ 4 em y như thế mà em có màu vàng này. Trời em nói thiệt, em xả là em lỗ chết luôn. Nhưng mà đang còn vốn thì còn phải xả thôi thật sự. Trả lời lại gì mấy cái đồ này em nhập về 60-70 mấy ngàn một. Rồi bộ 4 lên em màu vàng đẹp chưa này, màu vàng rất là đẹp luôn. Đó, nút của nó nè, nút đính châu hết nè. Đó bộ 4 giùm em nhé. Lên giùm em là bộ 4 giùm em. Bộ 4 giùm em nhé. Bộ 4 này, bộ 4 là màu vàng á. Bộ 4 là màu vàng. Bộ 4 là màu vàng nha mấy chị.
lên là bộ vàng hay là bộ 4 gì cũng được, tương tác chia sẻ lên với em đi mấy chị. Rồi em lên bộ áo dây này, một loạt đồ dây luôn này mấy chị, đúng xả đồ hè luôn, đúng xả đồ hè luôn. Chị nào thích áo dây mặc ngủ thì là vô với em, 60kg là quay đầu thoải mái nha. Bộ dây này đó, bộ dây này hôm trước một mớ tiền đây, hôm nay xả luôn 55.000 này đó. Lên giùm em là dây bộ hồng giùm em nha, lên giùm em bộ hồng giùm em nè, bộ hồng giùm em nha, cứ 40-60kg là thoải mái. Bộ hồng giùm em mấy chị, tương tác mạnh lên giùm em với các chị, tương tác mạnh lên giùm em một xíu, tương tác mạnh lên giùm em một xíu mấy chị ơi. Cứ là 40-60kg nhưng bộ này 40-60kg thoải mái giùm em nhé. 40-60kg 55.000 mấy chị mua về mặc, để dành mặc hay là tối mặc ngủ cũng được đó. Lên giùm em là bộ hồng giùm em 55.000 một bộ, 55.000. Tương tác lên giùm em một xíu nhé, em xả mấy bộ cho nó hết cho rồi. 55.000 một bộ, bộ này đẹp nè, Nguyễn Liên, bộ này đẹp nè. Ơi rồi em chào chị Ban Mai, em chào Ngọc Trồng, chào Thủy Trinh. Bộ 55k, bộ 55k rồi. Em có bộ xanh, lên giùm em mã bộ xanh, lấy về mua về mặc ngủ mấy chị ơi, xả luôn 55.000 bộ xanh này. Nhìn bánh bèo mà dễ thương chưa. Bộ 55k nè, bộ 55k giùm em nhé, 55k giùm em. Màu xanh này là xanh của vịt, xanh này xanh của vịt cực kỳ đẹp luôn nhé. Nè nhìn cái ren của nó đẹp chứ mấy chị ơi, 55.000 một bộ, lấy về mà mặc ngủ. Lụa hết, mấy bộ này là lụa hết nha mấy chị, mấy bộ này là lụa hết á. Lên giùm em là bộ xanh giùm em, bộ xanh 55.000 nha, xanh 55.000 giùm em, xanh 55, bộ hồng 55, xanh 55, hồng 55. Bộ hồng dâu này cũng đẹp nè, em xả có mấy chục nghìn một bộ thôi mấy chị không mua. Ui mấy bộ này đẹp quá, đây đẹp chưa, nhìn dễ thương chưa đó. Lên giùm em là bộ hồng dâu giùm em nhé, bộ hồng dâu giùm em nè đó, bộ hồng dâu giùm em, bộ hồng dâu giùm em nè, hồng dâu giùm em nhé, bộ hồng dâu, bộ hồng dâu. Đây bộ này nữa mà mấy chị lớn mà không mua rồi thôi ý. Bộ hồng dâu, bộ đã đẹp nè mấy chị. Bộ này mà xả 55.000 này có phải là quá lỗ không? Bộ này 60, hơn 60kg mà thoải mái nha. Lên giùm em là bộ hoa giùm em, bộ hoa giùm em nha, bộ hoa nè. Trời chẳng là bộ này để mặc ta. Bộ hoa đẹp quá nè mấy chị ơi, bộ hoa giùm em nha, hoa cực kỳ nhã luôn, bộ hoa. Bộ hoa 55k một bộ thôi, còn mấy bộ đồ hè xả cho nó hết qua mẫu. Cái bộ hoa này mà không lấy là uổng á nha mấy chị. Bộ hoa này không lấy là uổng á, buộc mấy bộ caro nè, ba bộ caro nữa là hết. 55k một bộ thôi. Bộ hoa cho hình phúc, hình phúc. Rồi em lên bộ caro nè, em lên bộ caro nè mấy chị ơi, em lên bộ dây caro mấy chị mua về mặc ngủ cho nó đẹp mấy chị ơi, ngủ cũng phải đẹp mà. Lên nhà nè, bộ caro vàng giùm em nhá, caro vàng giùm em nè, caro vàng giùm em 55.000, caro vàng này đẹp chưa, caro vàng này. Cứ bộ này là cứ từ 40 cho tới 60-62kg là mấy chị vẫn nít vừa, 60-62kg là vẫn nít vừa nha. Đó có 55.000 một bộ thôi, mua về mặc ngủ cũng đẹp mấy chị ơi, mua về mặc ngủ. Caro vàng giùm em 55k, caro vàng giùm em nha, caro xanh đây, mấy cái màu caro này đẹp quá này luôn nè. Em lên em xả hàng hè, còn áo em đang mặc trong người đó, chị nào thích thì em tặng cho nè, em tặng cho giá cực kỳ siêu luôn, siêu rẻ luôn. Hôm trước em bán áo này 89.000, hôm nay cái bộ thứ hai có màu đen không, không có bộ nào màu đen hết nha, không có bộ nào màu đen hết. Phương Dương ơi, chị ơi, em không có bộ nào màu đen. Có tay không chị? Không nha, ý là có mấy bộ này nữa là em tặng luôn, em tặng luôn cho nó hết đấy, em tặng luôn cho nó hết thôi đó. Tặng rẻ cực kỳ mà mấy chị còn chưa mua đây này. Đó, lên giùm em là caro xanh giùm em nhé, caro xanh giùm em, caro xanh giùm em 55k. Mấy chị tương tác mạnh lên giùm em đi, dạo này ít chị chia sẻ ghê luôn á, buồn lắm. Đây
Caro xanh, em còn caro xanh 2 nữa này. Màu bộ cà caro này đẹp quá này mấy chị ơi. Thì có mua về mà mặc ngủ. Dạ, ý là em còn mấy bộ xả này, em xả cho nó hết luôn. Em xả nó hết luôn á chị. Đó, bộ này về mặc ngủ thôi chứ. Bộ này về mặc ngủ toàn đồ đẹp thôi. Em mua xả về mặc ngủ. Rồi. Đây. Rồi bộ cuối cùng nè. Bộ cuối cùng là caro nâu giùm em nè, caro nâu giùm em nè. Mấy cái bộ này mấy chị không mua về để mặc mùa hè thì mua cái gì? Tranh thủ em xả rẻ là mấy chị mua về mặc mùa hè. Áo em đang mặc trong người ấy. Áo em đang mặc trong người, em còn hai cái, một áo em đang mặc và một cái ngoài kia. Hôm trước em bán 89.000 một áo, hôm nay em tặng cho mấy chị 69.000 luôn. Mấy chị lên giùm em là áo 69 giùm em. Lên giùm em là mã áo 69 giùm em nha, cực kỳ đẹp chưa? Form của nó là ô như thế này nè, nó 69k một cái thôi nè. Em tặng cho mấy chị 69.000 một cái, em còn đúng hai cái. Tặng mấy chị 69.000, mấy chị lên giùm em áo 69 giùm em nhé. 40 60kg mặc thoải mái nha. Áo 69 giùm em. Lên giùm em mã áo 69 giùm em nhé. Áo 69k em còn đúng hai cái. Em xả là rẻ hơn mấy bữa trước là 20.000 một cái rồi mấy chị. Áo 69 giùm em. 40 60kg thoải mái giùm em nha. 40 60kg thoải mái giùm em. 40kg, 60kg thoải mái. Áo 69 cho chị Phương Hà một cái này. Em còn uống hai cái. Cái này đẹp lắm chị Phương Hà ơi. Về mặc với cái quần bò cũng đẹp nữa chứ. Xả rẻ hơn mấy bữa có. Xả rẻ hơn mấy bữa là tới 20.000 một cái rồi. Áo 69 em còn một cái nữa nha. Chị nào lấy hết luôn giùm em, đã xả rẻ rồi ấy. Xả rẻ cực kỳ rẻ luôn rồi các tình yêu ơi. Không có ở đâu mà rẻ hơn đâu, thật sự luôn á. Kiếm cho chị Phương Hà. Sáu chín em còn một cái em mặc trong người nhá. Sáu chín em còn một cái em mặc trong người. Áo 69 giùm em. Áo 69 kiếm gì xả xả cho nó vui nè. Đây. Áo nó về chưa lên vai, tối nay xả luôn nè. Này anh chị anh xếp thì em mấy cái này để cột bỏ lại được. Áo 69 em còn một cái trong người này, áo 69k. Rồi em còn cái lô áo này em về mà em cứ kiểu như là em chưa like luôn nè. Tặng luôn cho mấy chị 2-3-40.000 cho nó xong luôn. Tặng 3-40.000 cho nó xong luôn áo này mấy chị ơi. Em tặng luôn cho mấy chị nha, 39.000 một áo này nhá. Tặng luôn cho mấy chị 39.000 một áo kiểu này nè chị nào. Ủa này đúng rồi, lên em phải like để có mai em nghỉ luôn á. Em tặng cho mấy chị 39.000 một áo này, chị nào mua được em chúc mừng luôn á. Để em bung ra. Không có nha Rồm ơi, không có luôn. Đây, nè mấy chị ơi, kiểu thế này nè. Đó, em tặng cho mấy chị 39.000 một cái thôi. 39k một cái nha, bữa nay nó hot cái mẫu này ghê á mà. Em mà làm biến đăng hình. Em làm biến đăng hình, nó cắt của nó cực kỳ đẹp luôn nè. Nó co dạng kênh cơn hủ luôn nè. Cứ 55kg quay đầu là mặc thoải mái luôn giùm em. Em tặng cho mấy chị 39.000 một áo nhé. 39.000 một áo, em có màu xám nè. Em có màu xám, em có màu đỏ. Em có màu xám, em có màu đỏ nha, và em có màu xanh. 39.000 một áo. Áo này em ôm luôn. 39k một áo này nè. 39k một áo nhé. 39.000 một cái để em mặc thử cho mấy chị xem nè. 39k một cái. Nóng mà ghê. Em bắt đầu nóng rồi. Chia sẻ mạnh mạnh lên giùm em đi các chị ơi. Sao kênh hát gì mà nói vậy? Đây mấy chị ơi. Đây 39.000 một cái này. Đẹp chưa mấy chị ơi? 39k một cái nha, em có màu xanh. Áo 69 cho chị Khương. Bỏ cái này cho chị Khương. Khương ơi cái áo nó đẹp. Áo 69 cho chị Khương. Mấy chị ơi em xả áo này 35.000 luôn đi. Xả luôn 35 cho nhanh. 35k một áo em mặc trong người nha. 35k em có màu xanh này. Em có màu xám này và em có màu đỏ nhá. Đó 35, 55kg quay đầu giùm em. Bút này. Đó. Lên giùm em là áo 35 giùm em nha. Áo 35 giùm em. Áo 35.000. Em có xanh. Hello chị Như Nguyệt. Em có xanh, có đỏ và xám. Mấy chị cứ lên màu giùm em. Ôi xả luôn cái áo này luôn.
cái gì mà không bán được là qua luôn. Áo này mấy chị nên, mỗi chị nên lấy một cái đi mấy chị, mình xả hết cho nó, tặng luôn áo này cho mấy chị, cho mấy chị mua, tặng luôn 39.000 một áo này, 39.000, 39.000, tặng luôn 39.000 một áo này cho mấy chị nha. Bố này đúng sang hàng rẻ, áo em mặc sao thấy nhỏ, áo em mặc đó là chị là nhỏ rồi nè. Form nó là form ôm nha chị ơi, chị Cương ơi, nó dạng lắm á, form của nó là form ôm á, form ôm mà hơi ngắn ngắn như này nè. Em lên tặng áo này cho mấy chị nè, 39.000 một áo này nhá, 39k một cái áo này, chắc của nó mấy chị thấy chắc nè. Nhiều khi thấy rẻ quá nghi ngờ, nhưng mà nhiều lúc lên là tặng để lấy tương tác á mấy chị. Đó, lên giùm em là áo 39 giùm em. Áo 39k giùm em nha, áo 39k giùm em nè. 39k một áo này mấy chị không mua mua gì. Thật sự luôn á, rất là đẹp. 39.000 một áo này mấy chị không mua, mấy chị mua gì đây? Áo 39.000. Đơn của chị gửi đi chưa mà không thấy điện. Em gửi rồi, em chào chị Thảo Võ. Các chị ơi tương tác lên giùm em nha. Em gửi rồi. Của chị là gồm gì? Nu chị nha, rồi chạy cho Phương Hà cái nè. Không, một cái duy nhất nên em tặng 39.000 hả chị. Thiệt sự là sự nó gửi cho em đúng một màu mà 10 cái á. Nên em xin một cái 39. Nuôi chị Phương Hà cái cho chị Như Nguyệt cái nè. Em có 10 cái luôn á. Một màu này rất chi đẹp, bà già khó tính cái nè. Nè, em tặng có 39.000 cái, tối nay đúng lên em xả luôn, mấy chị có 39.000 cái thôi. Nên mấy chị tranh thủ mua đi, thực sự luôn, rất là rẻ luôn. Rất là rẻ luôn mấy chị, rẻ mà đẹp lắm. Về lên form đẹp lắm mấy chị ơi. 39.000 một cái thôi, mấy chị tương tác lên giùm em đi. Tương tác lên giùm em một xíu nha các chị. Đừng để tối nay sao mà khách yếu vậy ta, chị thiệt khiến mua một cái. À. 39k thôi, đẹp lắm, màu nu này đẹp mà mấy chị. Em thấy nu này là dễ mặc nhất nhất luôn. Em thấy màu nu này là dễ mặc nhất. 39.000 cái không? Đâu ôm gần. Đây em còn mấy cái nữa thôi, mấy chị chốt em, mỗi chị chốt em cái cho nó hết đi mấy chị. Mỗi chị chốt em cái cho nó hết đi các tình yêu ơi. Chốt em cái cho nó hết đi mấy chị. Đồ chị gửi chưa hả? Xem nè. Hình như chưa sao cũng không biết nữa. Đó lên giùm em là áo 39 giùm em nha. Áo 39 em còn mấy cái, mỗi chị mỗi cái cho mấy chị đẹp lắm. Áo này có 39 ngàn mấy chị chê là thôi rồi luôn á. Mấy chị chê là thôi rồi luôn á. Rồi, em còn một cái áo này nè, tặng luôn cho mấy chị lấy về cho con gái con trai mình mặc nè. Áo nỉ này hôm trước là 85.000 một cái áo nỉ nè. Áo nỉ hôm trước là 85.000 một cái áo nỉ nè. 85.000 một cái nha. Hôm trước là 85.000 một cái áo nỉ như thế này. Một cái áo nỉ cực kỳ đẹp như thế này, trai gái đều mặc được, chị Khương lụm về cho bé mặc đi Khương ơi. Đó, đây mấy chị ơi, đây. Em tặng cho mấy chị nha, hôm trước là bán 85 hay 95 ngàn một cái áo nỉ như thế này. Áo nỉ mà form dạng hot đi như thế này nè. Tối nay em tặng cho mấy chị bao nhiêu, 65 ngàn một cái luôn. Lên giùm em là áo 65 giùm em nhé. Áo 65 một cái duy nhất 40. Một cái duy nhất nha, 40 tới 65kg quay đầu giùm em. 40-65kg quay đầu giùm em, một cái duy nhất nè, tương tác lên giùm em nha các chị. Một cái duy nhất nha, một cái duy nhất thôi, tặng luôn cho mấy chị 65 ngàn. Lên giùm em áo 65, còn một vài cái là em lên em tặng áo 65 cho Như Nguyệt. 65 cho Như Nguyệt. Còn một hai cái vậy là em tặng hết cho mấy chị nhé. Áo này đúng không? Treo đi treo lại miếng xả luôn cho mấy chị là 40.000. Xả luôn cho mấy chị 40.000, lên giùm em là lên 40 giùm em. 65 cho Phương Dương chị ơi, sâu mất rồi. Lên giùm em lên 40 giùm em nhé. Lên 40 giùm em bì hả? Lên 40 giùm em. Lên 40 giùm em nhé. Lên 40.000 nè. Mình mặc cũng được, mua cho mẹ cũng được mấy chị ơi. Mua cho mẹ cũng được. Trời ơi cái áo này có 39.000 mấy chị còn so đo tính toán nữa nè. Đó. Như Xuân Thanh nhỏ nhỏ con này lấy mấy cái áo này về mặc Xuân Thanh ơi. Thanh Xuân. Ừ, 65.000. Đây nè, họ ba mấy ngàn về đẹp ghê gớm luôn á. Về mặc với cái quần ring trời ơi nó đẹp thiệt sự luôn, có 39.000 cái. Rẻ ơi là rẻ luôn. Rẻ ơi là rẻ. Lên 40 cho chị Nguyệt một cái này.
Em một cậu còn một cái len 40 nha mấy chị. Em còn một cái len 40 nha mấy chị. Bên len 40.000, em còn một cái nha. Len 40. Em còn một cái len 40 nữa nè, cái này em nhập 59.000. Cái này em nhập 59.000. Đó, em nhập 59.000 luôn á. Có riêng nam chưa? Em chưa có. Em chưa có chị Nguyệt ơi. Em còn một cái len 40 nè mấy chị, lấy một cái đi. Len 40. Len 40 đẹp cái gớm ta. Len 40 cho Hương Đinh, cái này đẹp lắm chị Hương Đinh ơi nè. Len 40. Len 40 cho Hương Đinh. Con ăn kiếm cái gì một hai cái em xả cho nó hết luôn nha rồi. Mệt lắm. Xả cho nó hết hàng cho nó gọn nè. Nhập hàng mới rồi cho em biết. Rồi đây. Còn một cái áo này tặng luôn nha mấy chị 55.000, mới bị chói quá. À sao này 55 nha. Tặng cho mấy chị 59.000. Áo nu mặc với quần. Dạ váy bao đẹp chính xác luôn chị Thúy Ngô. Chị Thúy Ngô chính xác. À chị Diễm Khánh ơi, để em đưa quần cho chị Diễm Khánh coi nè. Chồng ơi, coi trong kia có cái bì nào của chị Diễm Khánh không, em lấy cho chị Diễm Khánh coi giùm. Áo này em tặng cho mấy chị 59.000 luôn nha. Tặng cho mấy chị 59.000 luôn. Lên giùm em là áo 59 giùm em. Lên áo 59 giùm em nha. Lên này em nhập 59.000 một cái này nè, không đùa đâu. Bao co giãn cho mấy chị luôn. Hoặc đây. Áo cắn cho Thúy Ngô nè. Trời, áo này đẹp lắm Thúy Ngô ơi. Thúy Ngô. Đó, được chưa? Ok chưa chị ơi? Được chưa nè. Thúy Ngô, à, áo đó 59 nè. Đúng rồi, 59 nè. Còn áo này chị Hương Đinh. Rồi. Em lên em tặng cái áo len này cho mấy chị nè. Tặng luôn, hôm trước bán 85, hôm nay tặng luôn 65.000. Tặng luôn 65.000, lấy về cho cô mình mặc, bé mình mặc mấy chị. Tặng luôn 65.000, lên giùm em là lên 65. Tối nay mấy chị tương tác lên, đúng em xả đồ luôn á tối nay nè. Lên 65 giùm em nha. Lên 65 giùm em nè, cho bé cho cô mình cái này tầm 45kg, 40-45kg là đẹp luôn. Mình mặc cũng được cho 40-45 gì. Cái này 50kg quay đầu giùm em. Cái này 50kg quay đầu giùm em nha. Tặng luôn cho mấy chị 65.000. Tặng luôn cho mấy chị 65.000 nha. 65.000 chị nào nhỏ con vẫn mặc được. 65.000 lên giùm em mã. Lên 65 giùm em. Lên 65 giùm em. 50kg mặc được không? Em mặc thử nha. Em mặc thử nha chị Phương Dương. Bao vừa luôn. Chị ơi này em mặc nè. Ơi em mặc luôn cũng được chứ không chi là 50-60kg này. Em mặc này mấy chị ơi, mình mặc rồi ấy. Cái này 55kg cũng được cái chứ, này nó giãn này. Ok, 65.000. 65k nha. 65k. Tương tác lên giùm em đi, em xả mớ đồ luôn. 50-65. 65 nha chị Phương Dương, 65.000. Áo nu này đẹp lắm. Rồi còn một cái sơ mi này tặng luôn cho mấy chị 39.000 luôn. Tặng luôn cho khỏi treo cho nó chặt nhà. Áo sơ mi này. Tối nay là áo xả cho hết đồ. 65 cho chị Phương Dương luôn. Rồi tặng luôn áo sơ mi này size 53kg quay đầu giùm em. 53-54kg quay đầu giùm em nhé. 53-54kg quay đầu giùm em. Tặng luôn cho mấy chị 39.000. Sơ mi này là em mua về em mặc đó mấy chị. Nhưng mà nay em mặc được. Đó, tặng luôn mấy chị 39.000 nè. Lên giùm em là áo 39 giùm em nha. Sơ mi nè. Chị nào đi làm công sở mà nhỏ con hốt cái này đi. Đó, sơ mi 39k mà không hốt hốt cái gì đây. Sơ mi 39k. Rồi tặng luôn áo khoác gió nam nè, 49.000 luôn. Hôm nay em like một bữa, mai sinh nhật bé em, hôm nay em lên xỏ hết cho mấy chị luôn. Đây. Lên giùm em, tương tác lên sao kém rồi ta. Để em lên chị Diễm Khánh. Chị Diễm Khánh xem mấy cái quần cho cô này. Lên giùm em áo khoác nha. Áo này 40kg trở lên tới 55kg, 56kg quay đầu giùm em nha. 60 vẫn vừa. Xả luôn cho mấy chị 49.000 nè. Xả luôn 49.000 nha mấy chị. Đây chị Khánh ơi. Trong này chị Khánh còn xem không? Chị Khánh còn xem không? Em bỏ cho chị Khánh một cái quần này cho cô nữa nè. Đẹp lắm Khánh ơi. Nè. Quần này cho cô nè.
Em đang tặng cho mấy chị có 55.000 một quần đây nè. Đang tặng có 55.000 một quần đây nè. Size này size XL 55kg quay đầu giùm em. 40-55kg quay đầu giùm em nhé. Tặng luôn có 55.000 đẹp chưa nè. Đó, tặng luôn có 55.000 thôi. Tặng luôn có 55.000 thôi nữa là. Em coi chị Khánh mấy cái rồi ta. 1 2 3 cái. Em chào chị Thùy Lê. Chị Khánh có 3 cái rồi. Để em coi cái nào nhỏ nữa không cho chị Khánh nữa không. Coi mai còn không thì em gửi cho à. Giờ cái này. Cái này 4 mấy ký thoải mái không ạ? Mấy ký vừa. 1m50 vừa không? Cái này 1m50 thoải mái nha chị. 1m50 thoải mái luôn nha. Cái quần này em cũng xả cái quần này cho chị Diễm Khánh đi. Bỏ luôn nha chị luôn. Mét 50 để em xem rồi còn cái nào không chị, chị Phương Dương ơi đợi em một chút. Cái này cũng 55.000 luôn. Rồi. Đây mấy chị còn hai cái quần nam nè. Còn hai quần nam này em tặng luôn cho mấy chị nè. 65.000 hả? 65.000 luôn hai cái quần nam. À. 79.000. 69.000 cho lộn. 65.000 chứ. Diễm Khánh hả? Ừ, Diễm Khánh. Diễm hả? Dạ. Đây. Em tặng luôn cho mấy chị nè, quần này 60 kg trở lên nhé. 60kg trở lên cho tới 70kg quay đầu dùm em. 60-70kg quay đầu dùm em. Hai lấy còn hai cái hai mẫu khác nhau. Chị nào lấy về. Lấy quần số 1 để xem em còn không, hình như em còn á. Ai lấy hai quần này em để luôn 130 nè. 69.000 ai lấy hai cái để luôn 130. Hình như tối em còn cái quần đó. Chị ơi em hết mất, đợi em một xíu. Khi nào quần riêng về chị ơi. Cũng chưa biết khi nào về. Ngày hôm qua, hôm nay nó mới gửi. Mà từ trong Đồng Nai về ít nhất phải 4 ngày. Từ trong Đồng Nai về ít nhất phải 4-5 ngày. Nên là đợi một xíu. Rồi em còn quần này nè. Còn hai cái quần này chắc siêu đẹp luôn nè mấy chị. Chắc siêu đẹp luôn. Chị nào em còn hai cái, chị nào lấy hết em để luôn 130. Em để luôn 130 một cái luôn á nè. Chắc cực kỳ sướng luôn. Cứ 60kg rồi lên cho tới 70kg quay đầu dùm em là ok. 70-72kg quay đầu dùm em là ok. Em để luôn cho mấy chị về cho chồng mình mặc nè. Về cho chồng cho con mình mặc mùa. Đó, ai lấy hết thì em để luôn 130 cho nó gọn nhà. Ai lấy hết em để luôn 130 nha. Ai lấy hết về em để luôn 130. Lên dùm em là quần nha, quần cặp dùm em. À, trong này em khuyên là không lấy cái quần này về cho chồng mới làm. Khuyên ơi, hai cái quần có 130.000 thôi, lấy về hai cái quần về cho chồng mặc. Hello chị Ngọc Duyên, lấy về cho chồng mặc. Trời ơi, hai cái quần này mà không lấy là cực kỳ tiếc á Duyên. Khuyên ơi, cực kỳ tiếc luôn á. Đây. Đây mấy chị. Không chưa đi. Chị gửi đơn hồi tối của em chưa nha. Rồi em còn hai cái quần này. Hồi tối này còn sót này mấy chị. Hồi tối còn cái quần này. Hôm nay em dọn em mới thấy là nó còn sót ra một mớ nữa đây. Tặng luôn cho mấy chị nè. Quần này size to 55-60kg quay đầu dùm em nha. 55-60kg quay đầu dùm em. Tặng luôn cho mấy chị 39.000. Quần nè. Quần 39.000. Quần tâm nha mấy chị. Quần tâm 39.000 nha. Tương tác mạnh mạnh lên dùm em. Quần tâm 39.000 dùm em. Lên là quần 39 dùm em. Quần 39 dùm em nha.
Chị nào không lấy cái này là tiếc đây nha, thật sự luôn á, người ta bán 59-69 ngàn không á. Đó, cái quần cái bo của nó, bo gấu này chắc của nó cực kỳ sướng luôn, dày nè, dày về mặt chán che rồi bỏ đây đi làm cũng không tiếc mấy chị ạ. Quần này đi làm thì bao sướng luôn à. Đó, 39 ngàn một quần, quần 39 nam hay nữ, quần nữ nha chị Nguyệt. Ờ, cỡ chị Nguyệt rồi mặc được nè, quần nữ nha chị, quần quần này là quần nữ nha, quần nữ 39 ngàn. Em còn hai cái quần 39, hai cái quần 39 ngàn, còn mấy cái luôn này, các màu đây. 59 nha Phương Dương. 59 là cái gì ta? 59 là cái gì chị Phương Dương ơi? 59 là gì chị Phương Dương? Em mặc thử quần đi Hải. Ok, chị Phương Hà nói đúng rồi, để em mặc thử cái quần đây. Em còn một đống quần luôn á. Để em mặc thử cho mấy chị coi nè. Cho chị thôi nha. A chín cái chuyện cái thôi. Ờ, sao đó sai gì? XL đúng chốt rồi chị luôn. Đây chị ơi, quần nè, nè, nó có 39 ngàn không chị? Chốt một tối rồi, nhiều rồi. Chốt cho chị thêm đi. 39 ngàn một cái. Không, em nó sai XL rồi, 55-60 thì chị chốt. Đó. Đây mấy chị ơi, có 39 ngàn một cái quần tâm nè, một cái quần tâm này mấy chị có 39 ngàn thôi nha. 39 ngàn thôi. 39 ngàn. Đây em còn xả hết cái lỗ quần 39 ngàn nữa đây. Xác định tối nay là hàng xả rồi á, nên các chị tương tác lên giùm em. Mấy chị tương tác lên giùm em một xíu. 39 ngàn. 39 ngàn em còn hai cái. 39 ngàn nha, chắc sướng lắm luôn ấy. 39 ngàn em còn hai cái nữa. Rồi em còn cái mẫu quần này nè. Quần này đẹp. Đây, còn một cái quần này 39 đen cho Phương Dương. Rồi em chốt chị rồi chị ơi. Em chốt chị rồi nha chị. Đây em còn cái mã này nữa tặng luôn nha mấy chị, 45.000 cái mã quần đây. Cái quần này mấy chị về mặc đi làm bao đẹp luôn nha, chắc của nó là cực kỳ đẹp luôn nè. Tặng luôn cho mấy chị là 45.000 cái quần này nha. 45k cái quần này size L. L này là 50 kg trở lên và 50 kg trở lên và 55 kg quay đầu giùm em nhé. 45.000 quần này. Mấy chị đi đâu mà mua cái quần baggy này 45.000 mấy chị không bao giờ có luôn. Mấy chị cứ vô em đi tương tác chia sẻ lên giùm em là mấy chị sẽ có hàng rẻ đẹp rồi. Đó, em tặng cho mấy chị 45.000. Tặng luôn cho mấy chị 45.000 cái quần này nha, không lấy là tiếc đấy. Chứ chắc nó đẹp lắm. Quần này chắc đẹp lắm. 45k quần 45 nha chị Nguyệt. Tăng hàng rẻ đi mấy chị, tương tác mạnh lên. Chị hả? Để em tìm cho em lên một cái chắc như thế này vậy luôn. Để mê chị Phương Hàng có. Để em xem chắc. Đây chị Phương Hà ơi, chị lấy cái này nè, cái cạp này cũng đẹp nè đó. Size L luôn, chắc của nó này chị Phương Hà, đẹp chưa nè. Đó. Em chốt cái này cho chị Phương Hà nha. Về mặt cái quần này xấu chửi em, thật sự. Phương Hà một cái quần này cũng size L luôn nha chị. 45 cho bà già khó tính, đợi chị xíu chị tìm cái chắc như thế chị. Phương Hà. Đẹp lắm. 45. Khả năng là hết rồi. Vừa chị hai cái trước vải đẹp. Đây nữa, 45 cho Uyên trong đây đẹp quá nè. Phi xì luôn, rất mạc luôn. Nó vải đẹp đúng rồi, chị hôm trước chị mua 59 ngàn đi. Đây cho Khuyên. Rồi. Quần 39 này mấy chị ơi, mua về mà mặc. Quần 39k nha, quần 39k này mấy chị. Giờ em mặc hai quần này mấy chị thông cảm nha. Em mặc hai quần 39 ngàn, đang xả 39 ngàn một cái quần. Quần tâm như thế này nè, 39 ngàn thôi. 39k nha, lên giùm em là quần tâm 39k giùm em. Quần tâm 39k. Quần 39k giùm em. Em mặc hai cái áo nên là nó. Hả? Khuyên. Hàng em đi chưa chị? Đi rồi bà ơi. Cái lên rồi nè, bà già khó tính nè. Đó, quần 39k nha. Chị Thúy lấy. Già nó.
em của anh Lân á. Ba gà có tính rồi. Anh đi là khuyên được rồi. Ok. Cứ khuyên là được rồi. Nó quần 39k. Đây em còn quần này nữa. Ờ, nó em của Quốc Lừng á. Đây quần này xả luôn 39.000 nè. Quần này chắc dày hơn nhưng mà nó không mịn, 39 em. May rộng không? Em bao nhiêu ký em ơi? Tuyết ơi. 30 em bao nhiêu ký Tuyết? Đây, còn quần 39 size này là size 2XL là 55 56 ký quay đầu giùm em nè. 55 56 ký quay đầu giùm em, 50 tới 55 56 ký nha. Quần này không rộng lắm đâu. Đó, 39.000, cái này xả luôn 39.000 cho mấy chị này. Lên giùm em quần 39 này em bóc lộn xộn luôn thật sự. Mấy chị có nói ký, 49 ký ok luôn. Em cứ bóc lộn xộn cho mấy chị. Đây, cái này lấy em quần 39k chị cầm nhé. Ok, chốt cái này cho Hoa Dương nè. Chốt cái này cho anh Tuyết nè. Chiếc size này cho anh Tuyết 49 ký, nó xả XL 49 ký là được. Size M thôi. 39.000 nữa mấy chị ơi, chị hô 39 thì em chọn mẫu thôi chứ. 49 size M size này. Lấy cái này cho anh Tuyết đi, xảy XL cho Tuyết đi. Cho chị một quần 45 với một quần với một áo 35k nha Hải. Cho mẹ chị cái 60, cho mẹ em cái 60 hả? 60 ký không có em ơi. Cường Văn. Cho chị một quần 45, quần 45 em hết mất chị. Khương 39, xương 39. Xương. Xương 39 nè. Cũng ăn cái này cho Tuyết. Khương. Khương ghi là xương á, còn nó xương này. À, một cái 45 em hết, em còn mua một áo 35. Xương. Một áo 35 là áo gì ta? Áo 35 là áo này. Áo 35 là áo này đúng không chị ơi? Áo 35 là áo này đúng không chị? Hôm nãy em hô áo này 35 đúng không? Với một áo 35k nha. Áo 35 em lấy chị cái màu xanh này đi. Với một cái quần 45, 45 em hết em lấy chị quần 35 nha. 35. Em hết sạch luôn đó chị. Lên cho Cường Văn. Rồi, lên cho Cường Văn. Cường Văn. Có số điện thoại của chị trong đó luôn. Ghi cho con Tuyết thêm cái nữa nè. Tuyết thêm cái nữa. Xương nãy xương ghi chưa? Tuyết thêm cái nữa cho nó giống nhau vậy. Tuyết hai cái rồi chưa? Tuyết hai cái hay một cái? Tuyết là ơn dục rồi mà. À đây nè, cho Tuyết Ngọc nè. Cho nó một cái nữa đi. Cho nó một cái nữa cho cái này đi. Ờ, 39 nè. Rồi. Đây chị ơi, 39.000 em còn màu này nữa mấy chị. 39.000 em còn màu này size nữa nè. Tuyết ơi lấy màu trắng này được không? Màu xám tro này đẹp mà. Màu to này nè, lấy cái màu đen màu này đẹp nè Tuyết ơi. Lấy cái màu đen màu này đẹp nè. 50kg mặc màu này đẹp luôn nè, size M. Cái này là áo quà đây. Áo này cho chị Cường Văn luôn á, 35.000 á. Đó, em còn hai màu này nha. Rồi bây giờ cứ 39.000 hai cái là em bóc hai cái hai màu á. Tí nữa quần này, áo đó 35, quần kia 39. Rồi, quần kia. Đây 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 đây. Em hết sạch chị ơi, em hết sạch cái này bỏ chị Cường Văn luôn. Em hết sạch rồi chị. S có chưa? À xương Hải bỏ rồi. Hải bỏ rồi. Ừ đi làm chưa? Hải bỏ rồi. Dạ, 39. Hôm nay có chú bộ đội phụ. Nên nó đỡ chị chứ để dạy mình em. Tháo Hải đang mặc. Còn không, con mặc đang mặc áo mới này gì? Con đang mặc là cái áo mới, con còn một cái màu đen nữa. Con đang còn cái màu đen nữa này, gì lấy hết đi con để cho gì? 79.000 hai cái luôn. Con còn cái màu đen nữa gì ơi, con còn cái màu đen á. Chị lấy cái này thì con để luôn cho gì? Lấy em hai cái đen nha. Ok, chốt luôn hai cái đen rồi. Đó, em còn quần 39 em còn nè. Một cái này, hai cái này và hai cái này nữa, mỗi chị hai cái cho nó hết giùm em với. Có 39.000 cái quần em xả hết cho nó gọn luôn á mấy chị ơi. Chị lấy không con cởi ra. 30 nhầm hai cái 79 à. Hai cái 79.000. Con còn một cái màu đen nữa. Tuyết Ngọc hai cái đen mà. Ờ, Tuyết Ngọc lấy hai cái đen cũng được, mặc đi làm. Mặc đã bỏ ra nó đi làm. Tuyết Ngọc đây hai cái rồi. Hai cái rồi. Ủa cái này hôm nay à cái này. Vì lấy thì ok dùm con nha.
Con đang mặc, dạ cái con đang mặc cái này là cái mới mà. Con đang mặc là cái mới hay gì? Dì lấy thì con cởi ra. 39.000 rồi, 32 cái 79.000, 2 cái 69 à. 2 cái 79.000. Chắc cực kỳ đẹp luôn nha. Con cởi ra con à. Rồi, đi đơn chung với Cường Văn luôn nha chị. Áo đen gì nhiều. Dạ vậy thôi, để con thay cái này ra cho dì rồi con xíu. Đợi con xíu mấy chị. Quần bao nhiêu ký vừa vậy? Chị thấy Trăng ơi, quần là từ 52 ký ra quên. Quần là từ 45 ký trở lên. Quần là từ 45 ký trở lên cho tới 60 tới 57 ký là quay đầu nha chị, quần á. 57 ký quay đầu giùm em. Chuyên gia dặm bề mắt. Bỏ ra một chỗ bích luôn tôi. Đứng ngoài chịu không nổi luôn là biết nè. Cái áo này cho dì Cúc, cho dì Cúc. Dì Cúc 35.000 cho dì. Sẵn luôn nó xanh nè. Rồi em lên nha. Quần em còn mấy cái nữa nè. Đây em lên lại tiếp nè mấy chị, tương tác lên giùm em. Đó quần em còn mấy cái này nữa. 39.000 một cái thôi mấy chị, 39.000 một cái nhá. Em có cái này là 40 kg trở lên là vừa giùm em nè. Đó. Em còn cái đen này là tầm 52-53 kg này, quay đầu giùm em. Đó, cái đen này 52-53 kg quay đầu giùm em này. Quần này em cũng còn size 2XL là tầm 57-58 kg quay đầu giùm em. Quần này cũng 57-58 kg quay đầu giùm em. Em xả luôn 39.000 một cái. Em xả luôn 39.000 một cái, em còn 5 cái thôi. Đen cho Phương Hà một cái hả? Đen cho Phương Hà hả? Quần đen này cho chị Phương Hà cái nữa đi nè. Đẹp quá. 39.000 cái mấy chị lấy về. Chị màu đen cho chị mổ một cái màu đen luôn nè. Rồi em còn hai cái màu xám, một cái màu đen mấy chị ơi. Hai cái màu xám, một cái màu đen. Hai màu xám, một màu đen nha. Màu xám này hơi sáng đúng không mấy chị, nhưng mà mặc lên những cái quần tối là được. Chị 53 kg rồi, em lấy chị 53 rồi chị. Dạ 39 luôn. Rồi em còn một quần 39 nha. Một quần màu đen 39 nè. Với hai cái quần màu xám trắng này nữa. Màu xám trắng này đẹp mà ta. Chẳng lấy giờ xả màu xám trắng 35.000. Xả luôn 35.000 hả? Xả luôn màu xám trắng 35 hả mấy chị? Xả luôn màu xám trắng 35 còn hai. Hả? Vừa thoải mái, em lấy xe to chị mua đồ suốt. Đó, em còn một cái màu đen, hai cái màu xám rồi. Em qua mẫu nè mấy chị, tương tác lên giùm em đi. Em xả mớ đồ nữa nè. Áo em đang mặc trong người là 65.000 một cái nha. Hai cái là 120. Áo em đang mặc trong người này chắc của nó là bằng gần như là áo xuất dư á mấy chị. Gần như là áo xuất dư, em có đủ màu đẹp cực kỳ luôn. Đó em tặng cho mấy chị là một cái là 69 nha, một cái 65, hai cái 60 nha. Có đồ nam gì không? Đồ nam nãy còn hai quần nữa chị lấy cho anh Văn đi. Nè bỏ cái này vô này. Quần nam này nè, em còn hai cái này, em tặng cho mấy chị này. Hậu bì này chứ. Tay chị ơi, cái này mà không lấy về cho anh Văn mặc. Anh Văn bao nhiêu ký? 60 ký trở lên là mặc bao đẹp luôn. Đây em còn hai cái này. Hôm trước là bán 89.000 cái, hôm nay xả cái 69.000. Nếu anh lấy hai cái thì còn 130 nè. Hai cái là còn 130 nè chị, không lấy. Hai cái còn 130 thôi. Hai cái còn 130 thôi nên là mấy chị cố gắng mua đi. Chị Nghiệp lụm ngay cho anh Văn đi. Hả? Rồi. Rồi xả nè. Lấy hai quần nam. Lấy quần nam hai cái dưới 60 kg dạ. Quần nam hai cái cho chị Thủy Trần, chị Thủy Trần lên giùm em số điện thoại nha. Thủy Trần. Áo thun mấy màu em nhiều màu lắm luôn ấy. Nè, mặc nó sướng nghe chị ơi, cái nhiều lắm luôn. Hai quần. Hai quần 130. Đây nè, màu nè. Rằng rô các kiểu không, để em xả cho hết mấy cái quần nam mấy chị mua được mấy chị mua. Đây em xả quần nam này 39.000 một cái nè. Em còn mấy cái tôi xả luôn cho nó gọn tối nay đi mấy chị. Chị Thủy Trần lên giùm em số điện thoại nha.
Đây size 34 nè. Size này size 34 nha mấy chị. 34 này là 65kg trở lên. Vậy thì cần 09. Đó. 3. Đợi từ đợi em xíu nha. Đây, em xả luôn cái quần đỏ này nè. Có áo khoác nam kaki nhung không em? Kaki nhung em không có quần kaki chị ơi, không có. Có áo khoác nam kaki. Áo khoác nam bao nhiêu ký chị? Bao nhiêu ký? Ngày qua em xả luôn quá trời áo khoác nam em còn 2 cái này. Còn 2 cái xả luôn 105.000 hoặc 115.000. Còn 2 cái áo khoác nam xả luôn 115.000. Đây. Đây 115.000 áo này cực kỳ luôn, hôm trước em bán 125. Hôm nay xả luôn 115.000 mẫu này á, xả chỉ có xả rẻ thôi, xả rẻ hơn một ít thôi mấy chị ơi, cực kỳ đẹp luôn nè. Cái này là bao nhiêu ký ta? Cái này 60 ký à. Cái này 55 cho tới 62 ký quay đầu nha. 55 cho tới 62 ký quay đầu giùm em còn một cái duy nhất, tự nhiên nó sót trong cái bọc nè. Chứ hôm trước mã này mấy chị dành quá trời luôn á, hôm trước em bán 129 không phải 125 đâu. Đó, bên ngoài nó đẹp chưa này. Đó mấy chị ơi. Em tặng luôn cho mấy chị 115.000 nha, 115.000 em còn một cái này với một cái rêu này. Cái rêu này nè, cũng y chắc y kỹ luôn, cứ từ 50 ký trở lên cho tới 60-62 ký quay đầu giùm em. Đó em tặng luôn mấy chị 115.000, mấy chị lên giùm em là 115 rêu hoặc 115 đen giùm em nhé. 115 rêu hoặc 115 đen giùm em. Rêu hoặc đen giùm em. Trời ơi cái này mà về xấu á, không bao giờ luôn mấy chị, đẹp lắm. Cái khoác nam này nè, vừa trẻ vừa đẹp nữa. Vừa trẻ vừa đẹp nữa. Đây em xả luôn quần nam nè. Em xả luôn 39.000, còn mấy cái xả luôn cho nhanh em báo luôn. 39.000 một cái nha, em có size 34, 65 kg, 67 kg rồi lên tới 75 kg quay đầu giùm em nè. 115 rêu. Ok nhung em hết rêu cho chị Thủy Minh nè. Chị Thủy Minh hôm bữa rồi hình như mua một cái ra rồi mà đẹp nên em vô tiếp nè. Chị Thủy thân yêu của em. Chị nào cũng thân yêu đó. Đó em còn cái màu đen nha. Chị ơi, một cái màu đen nha. Còn một cái màu đen nè, một cái màu đen duy nhất này, cái màu đen này trẻ lắm. Thấy em không thấy nữa ơi. Sĩ, vừa cái quần không chị, ui cha chết. Bây giờ mới thấy nè, ui bây giờ mới thấy. À quần này hả, sĩ vừa luôn. Em lấy quần này cho sĩ mặc đi. Em lấy màu này cho sĩ đi nè. Thun thoải mái luôn này, 39.000. 39.000 nhá. 39.000 một cái thôi, em còn màu đỏ nè, màu xanh nè. Dưới là màu... Em chào chị Hoa. Với là màu màu cam. 39.000 luôn, sĩ vừa luôn nữ ơi, sĩ vừa luôn nha. Xả luôn có 39.000 thôi mấy chị ơi, 39.000 thôi. 39.000 còn một cái 31, một cái 32. Còn cái kia 34. Đó 39.000 một cái này mấy chị. Đó, chồng chị nào mà có size to là hốt. Chồng chị nào size to là hốt nha, chồng chị nào size to là hốt ngay giùm em. Có 39.000 một quần thôi. Quần 68 69 kg. 68 69 kg lấy cho nữ cái. Size 32 cho phân nữ này. Phân nữ này. Hết bạc rồi thằng. 32 cho phân nữ. Đó, em xả có 39 cho sao tối nay mạng đứng vậy ta? Mấy chị ơi xem có bị mạng đứng không? Mấy chị ơi có bị mạng đứng không? 40 kg mặc vừa không em? Dạ chị Hương Đinh ơi, 40 không vừa chị. Bọn em còn size to không thấm lắm luôn. Em còn 3 cái size to chà bá luôn này. 40 kg không vừa nha. 40 kg không vừa luôn. Có quần 60 kg không con? Quần 80 kg con không có. Quần 80 kg thì chắc là cái 34 được mà. 80 kg 34 vừa gì Cúc ơi. 80 kg là size 34 rồi nè. To lắm. Size 34 này, size 34 con còn cái màu đỏ này. 34 con còn cái màu đỏ. Em hết rồi, 34 còn cái màu đỏ thôi. Với cái này size 31 nữa. Với cái này size 31 nữa em hết rồi, em xả luôn có 39.000 em còn 3 cái á. Lấy cái màu đỏ này cho gì Cúc luôn. Đó em xả luôn có 39.000 cái, còn 2 cái này chị nào lượm hết lượm em luôn đi. Nè, chị nào size to con to lấy hết luôn giùm em thì có 39.000 cái. Rồi em lên áo nè, áo em đang mặc trong người nha, do em mặc hai áo này nhìn nó. Cái áo bên trong tối nay làm sao sao á. Ủa mạng đứng miết hả chị? Đây. Cái mạng kiểu gì? Mấy chị đợi em xíu nha để em kiểm tra lại mạng thử.
Được chưa mấy chị ơi, được chưa? Rồi áo em đang mặc trong người là một cái là 65, còn hai cái là 120 nha, một cái 65, hai cái 120. Rồi, một cái 65, hai cái 120 em có đủ màu nè. Màu xanh em đang mặc là màu xanh ngọc nè. Màu trắng nè. Màu trắng nè, được rồi, rõ rồi. Màu trắng nè mấy chị. Màu trắng nè nha, đẹp lắm. Màu trắng nè. Màu này là màu xanh xám nè, màu xanh xám nè. Màu hồng nè. Màu hồng nè. Màu xám đậm nè, màu xám đậm. Màu này là màu đỏ đô nè. Màu này là màu vàng bò nè. Ui đẹp lắm. Màu toàn màu đẹp thôi, màu này giúp em. Đây, em có cả rằn nữa nè. Em có cả mã rằn nữa nè mấy chị, rằn xanh nè. Rồi xanh nữa nè, các kiểu luôn. Đẹp lắm. Mấy chị lên màu giùm em đi. Đó, hai cái có 120.000 thôi. Hai cái 120.000 là thu F88 gần như trắng vàng bò. Trắng vàng bò. Trắng vàng bò cho chị Phương Hà. Trắng vàng bò cho chị Phương Hà. 120 cái. Trời ơi màu đẹp lắm luôn mấy chị ơi, còn nhiều màu lắm đây nè. Các kiểu này mấy chị ơi, màu đẹp tinh lung linh luôn á. Cái này về mặc mấy, về mặc ở nhà mặc cái quần. Đó. Nè, caro này mấy chị, màu caro nè. Chói quá nè, chói quá. Nè, nhìn lại chói lắm không thấy gì luôn á nè. Nhưng không thấy cái gì mà. Để qua đây đi. Đi gì? Để ngày 15 đêm gì? Ok gì? Đây em có cả màu hồng sọc nè. Em có cả sọc đen nữa nè. Được. Màu sọc đen nữa nè. Xong là màu xanh sọc nữa nè. Màu vàng sọc nè. Đẹp chưa? Một cái là 65, còn hai cái là 120 nha mấy chị, đủ màu đủ kiểu luôn. Đủ màu đủ kiểu luôn mấy chị ơi, màu tím nè. Đẹp chưa? Màu tím, màu trắng các kiểu luôn. Đó. Mấy chị cứ lên màu đi rồi em chọn. Đó, em nói là kính thưa các loại màu luôn á, màu gì cũng có mà rất là đẹp luôn nha. Rất là đẹp luôn. Mà size này từ bao nhiêu? Áo đang mặc cho em màu vàng bo. Màu vàng bò và màu xanh nước biển nhé. Màu vàng bò và màu xanh nước biển. Xanh nước biển là xanh nào anh? À xanh nước biển là áo đang mặc đúng không? Đang mặc ở đây. Áo đang mặc cho em màu vàng bò và màu xanh nước biển. Xanh nước biển là cho màu này đi. Màu xanh nước biển là màu này ha chị Phương ơi, màu này á. Nhiều lắm, nhiều các kiểu màu luôn. Không. Xanh nước biển rằng được không? Đây là xanh nước biển đây. Ok chưa? Đây màu xanh da trời mà. Đây màu đẹp mà. Xanh ơi xanh da trời mà, nước biển đó. Nước biển là màu này nè ông ơi. Phương. Rồi lên giùm em nhé, không xem được hả chị? Chị ơi những chị nào mà không xem được á, những chị nào mà không xem được mấy chị thoát ra xong vào lại giùm em với. Mấy chị thoát ra xong vào lại giùm em với nhé. Lấy hai cái màu mà chị mặc. Phương Dương cái em đang mặc đúng không? Sau đó. Bỏ lại cái con Phương cái đó đi. Một cái màu vàng thôi, còn cái kia nó không chịu màu đâu, đưa cho em. Cái màu có nghĩa là hai cái giống nhau luôn hả? Quần nam màu xanh 31. Cái này ra tiếng sao đi. Hai cái giống nhau luôn hả chị Phương Dương ơi? Là hai màu giống nhau luôn hả chị? Đây hai cái màu mà chị mặc là hai cái giống nhau luôn hả? Cái này cho Phương Dương đi. Xanh nước biển hả? Xanh nước biển là cái xanh nào đâu? Cái này hết rồi đó. Lấy màu chị đang mặc cũng được, ok. Màu đang mặc là hết rồi em ơi. Mày có thì em chọn trước. Rồi em đang mặc cho Phương Dương đi. Nè. Rồi em đang mặc cho Phương Dương. Vàng bò màu chị cũng đang mặc nhé. Ok. Sao mà đúng biết vậy ta? Mẹ mẹ bị chán vậy. Đó, hai cái đó cho nó Phương Dương á. Phương Dương. Đó thì con Phương đấy. Còn Phương Dương cái nữa. Phương Dương hai cái màu này khác, cả Phương này khác. Rồi vậy đây.
Này chị kia cái nữa đâu? Phương Dương á. Không, chị Phương Dương em giục ra hai cái mà. Đây. Ghi chị Phương Dương đi. Hai chị em sao đang chập chờn vậy em? Sao tối nay chập chờn vậy ta? Để em xem lại thôi chị. Đẹp chưa? Hai chị em giống nhau hả? Hai chị giống nhau á chị Phương Dương ơi, lấy màu khác được không? Em hết rồi. Hết rồi, có đâu nữa. Để em xem em hỏi chị kia rồi lấy hai cái này được không? Mạng đứng miết ra vô mà vẫn không ổn. Có lạ vậy ta. Chú nó mạng chán vậy. Ừ, hết. Ủa này em có hai cái màu giống nhau đúng không? Mạng không xem được luôn này, nó đứng liên tục vậy thì làm gì được. Mấy chị còn xem được không? Mấy chị ơi, còn xem được không? Phương ca bui hết rồi, Phương ơi. Từ từ em nói cho chị kia hỏi hai cái này được không? Mạng ơi. Ai còn bảo đứng miết làm sao coi được. Mấy chị ơi, để em thoát ra xong em vào lại thử nhá. Mấy chị vào lại giùm em nhé. Đây nè. Đúng rồi. À, để hai cái này giống nhau cho chị. Anh tháo ra anh coi thử cái nào giống nhau không, để cho chị kia. Không có màu kia kìa. Để em tháo ra xong em vào lại thử nha. Không, cho chị Phương Dương một cái giống nhau đi. Dương hai cái rồi đó. Giống nhau không? Đấy. Nhưng mà nó không giống nhau, không chịu. Để tôi em thoát em bình thường mà. Đúng chưa? Con ná nhau được kệ đi. Sao lạ vậy ta? Mấy chị ơi, có xem được không? Để em thoát ra xem vào lại thử nha mấy chị.